Nghi Lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, những dịp này trên khắp thế giới đang lan tràn dịch virus Vũ Hán, Việt Nam trong những ngày này như thế nào? Trong cái nỗi bi quan, trong cái đường cùng, một bài viết của Nguyễn Gia Việt đã có cái tựa đề Việt Nam, thế giới co cụm, dịch bệnh có khi hòa lại là phước. Nội dung bài viết của Nguyễn Gia Việt như sau: dịch Covid-19 toàn thế giới, cả thiên hạ bó gối nằm ở nhà. Chúng ta sẽ thấy những biểu hiện giết thời giờ của thời kỳ này bộc lộ ra từng tính cách của mỗi người. Có người làm bánh, có người làm giường, có người tập thể dục, có người đọc sách, có người thiền, có người nấu ăn, vân vân. Còn có người thì chỉ thở dài, chặt lưỡi. Đọc sách thì cũng có hằng hà sa số. Có bạn đọc sách ngôn tình, đam mỹ, cung đấu. Có bạn đọc sách chính trị. Có bạn đọc sách dạy làm giàu. Có bạn ngồi xào nấu, bắt chước người này người khác, viết ra văn ngôn y chang như người ta. Xin gọi thời gian ở nhà quẩn hán này là quy luật của trời đất ở trong ngoặc kép, tức là trời đã sắp đặt cho con người như thứ hai là phải có thứ ba và tới thứ bảy vậy. Những ngày này đường xá vắng tanh, tiêu thụ xăng dầu thấp, môi trường không ô nhiễm, trái đất như tự làm sạch lại mọi thứ, tinh tươm như mới. Nhiều thành phố thú quang đã từ rừng tràn về nhỡn nhơ, an nhiên. Ở nhà dịch bệnh, bạn sẽ ăn tiện tặng, gói ghém, bớt xa hoa thừa mứa, bớt quăng đồ ăn. Đó là cái tánh tiết kiệm mà Lão Tử đã dạy. Ở nhà, bạn như nho xanh xưa, đóng cửa răng mình, đóng cửa nghiền ngẫm, sửa mình trước cuộc đời và thời cuộc. Pha bình trà, tay cuốn sách, giọng đông đưa, đông đưa. Năm xưa chẳng phải là ngày Tất Đạt Đa Cù Đàm đang ngồi thiền 49 ngày với cái Bồ Đề mà giác ngộ thành Đức Phật Thích Ca đó sao? Rồi ngài Đạt Ma Sư Tổ ẩn tu ở trong hang động, quay mặt vào vách đá, tọa nhập định suốt 9 năm ròng rã mà đắc đạo. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã dạy rằng, vậy cứ thanh tĩnh thì mọi vật sẽ đâu vào đấy. Đạo trời ví như cánh cửa khép mở, vạn vật từ đó đi ra rồi lại trở về đó. Trong trời đất có bốn cái vĩ đại là đạo, tự nhiên, trời đất và con người. Luật con người nên bắt chước tự nhiên, còn luật tự nhiên thì bắt chước luật của trời đất, luật trời đất bắt chước đạo. Xu thế thế giới sau này có gì thì dịch Covid-19 nó đã mở ra thêm một nấc nữa rồi đó. Đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, bảo hộ và ta riêng ta. Dịch cả thế giới, chẳng ai cứu được ai. Các quốc gia tự lo cho mình, làm đủ cách. Rốt cuộc, chỉ còn cách duy nhất là ép dân ở nhà, phong tỏa và cách ly. Cứng đầu như Thụy Điển, xiển dương cái sự tự giác và kháng thể từng người. Mà giờ này, nó cũng rục rịch phong tỏa, thì đủ biết là quá trình đóng cửa, đóng biên giới là một cách của tự nhiên. Chúng ta thấy rõ sự liên minh, liên hiệp trước đó của các quốc gia không còn trong dịch. Nước nào thì lo nước đó, quảng hoàng té khói đóng cửa biên giới. EU và trái phiếu chống dịch corona đã và sẽ không thành công. Có nước muốn, có nước chống. Kế hoạch Marshall để ứng phó dịch Covid-19 làm nhiều nước chống. Đơn giản là nước tao lo chưa xong, mắc gì mà lo cho nước mày. Cùng với sự ra đi của anh, rồi thì Tổng thống Trump lên phá hết những quy tắc chính trị kiểu bá chủ của Mỹ. Ông này thích bảo hộ. Chúng ta thấy rằng hậu dịch Covid-19 này, EU sẽ vào con đường tan rã, đứt gánh. Thấy rõ hậu Covid-19 này,
Trung Quốc ngày càng lâm vô thế yếu và tử. Trước đó, khi Trump trừng phạt Trung Quốc, thì nhiều nhà máy của các công ty đa quốc gia đã rời khỏi Trung Quốc. Nay bùm cúm COVID-19, Trung Quốc bùng phát đầu tiên, thế giới chứng kiến một đợt khan hiếm vật tư y tế khủng khiếp. Tất cả là ỷ y nguyên liệu của công xưởng thế giới Trung Quốc. Mọi người nhận ra rằng lệ thuộc Trung Quốc nhiều là điều không tốt cho nhân loại. Mới dịch thôi nha, rủi có chiến tranh ở Trung Quốc hay là Trung Quốc phát động chiến tranh thì cả thế giới như bị bắt làm con tin. Vậy hậu dịch sẽ có làn sóng nhổ nhà máy rời khỏi Trung Quốc qua các nước khác, mà ảnh hưởng nhiều sẽ là Thái Lan, Mã Lai và Indonesia. Thế giới sẽ cảnh giác với Trung Quốc nhiều hơn. Kinh tế Trung Quốc sẽ xuống sâu, họ hết ở thời kỳ làm mình làm mẩy. Bắc Kinh sẽ lo đối nội, trị an, bụng dân ở trong nước học xì dầu. Để che đậy nội trị, họ theo thói quen cái kiểu quê hạ ngàn năm nay là gây chiến với láng giềng. Quá trình này sẽ kéo Trung Quốc từ từ xuống, đuối sức và chấm 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 chấm. Còn Việt Nam ra sao à? Tươi sáng, tương lai tươi sáng lắm đà. Nhưng xin không bàn về Việt Nam, nói nhiều không bước qua, mà lại tiết lộ thì sẽ bị quở. Cái này để người Việt Nam đang đóng cửa ở trong nhà suy ngẫm thời cuộc mà tìm ra chân lý cho dân tộc mình. Nhớ rằng Lão Tử dạy, đạo bất biến nên ta không thể diễn tả rõ ràng được, chỉ có thể dùng trực giác để hiểu. Đạo trời không thiên vị ai, luôn giúp đỡ cho người lương thiện. Lưới trời lòng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Trong quả có phước. Trong những người Việt đóng cửa nhà nghiền ngẫm bấy lâu nay, chắc chắn sẽ có một người làm được chuyện mai sau. Học giả Nguyễn Lê từng viết rằng, vậy rốt cuộc chỉ vì chúng ta thiếu lãnh tụ mà vị nào làm cho dân tộc hiểu được cái thảm họa của thực dân, bất kỳ là thực dân nào, rồi đồng lòng tự lực sống đời sống của mình, không nhờ vả ai, dù phải gian lao chịu đựng hàng chục năm, vị đó sẽ được làm lãnh tụ dân tộc. Tôi cầu nguyện cho vị đó xuất hiện. Chỉ lúc đó dân tộc ta mới có được một tương lai sáng sủa vẻ vang. Còn theo gót người thì không sao ngẩng đầu lên được. Người viết: Nguyễn Gia Việt. Ở tiếp theo bài viết của tác giả Nguyễn Gia Việt, cái lời gửi đến quý vị, một bức tâm thư gửi đến những con tim yêu nước của bạn trẻ Vũ Đăng Khoa như sau: tình nào cao bằng tình yêu đất nước, thù nào sâu bằng thù quân xâm lược, nghĩa nào nặng bằng tình nghĩa núi sông. Các bạn thân mến, trong dân gian thường nói, trăm năm tu luyện chuyến đò chung. Do vậy, nếu hôm nay bạn có tình cờ lướt qua đây thì coi như chúng ta đã có chút duyên phận nhân sinh. Xin hãy cùng tôi bỏ một ít thời gian, chúng ta sẽ cùng tìm về những ngày tháng xa xưa của ông cha mình và ngẫm nghĩ về thời hiện tại, để so sánh và rút ra những bài học xương máu có thể giúp chúng ta cứu lấy tổ quốc quê hương đang lâm vào cảnh đắm chìm. Thật vậy, nhìn về quá khứ, ta không thể nào quên bao anh hùng đã chịu hy sinh, bao sĩ phu vì nước đã quên mình, bao tuấn kiệt anh thư đã hiên ngang đứng lên tranh đấu, dẫu cho bao bão tố phong ba che phủ đời xuân, để cống hiến cho non sông cả một cuộc đời mình, xây nền hòa bình, tự do cho dân tộc. Đi cùng với những chiến công oai hùng của lịch sử cha ông qua bao đời xây dựng đất nước là những câu nói hào hùng đi vào năm tháng, vẫn luôn vang vọng như tiếng gọi của hồn thiêng sông núi mà ngỡ chừng như mới hôm qua, hôm nay. Những tiếng gọi hào hùng ấy đã thấm sâu vào một tâm hồn của người con dân nước Việt và là niềm tự hào dân tộc, để ngày mai đây chúng ta sẽ hiên ngang bước lên phía trước và sẵn sàng đập tan kẻ thù truyền kiếp cùng bè lũ bán nước. Đúng vậy, ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận vì chưa được xẻ thịt lột da, ăn gan uống máu quân thù, dẫu
cho trăm thân này phơi ngoài nỗi cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Nay Sơn Hà xã Tắc đang lâm vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc, bóng giặc thù diễn tên bán nước đang nhiễu nhương khắp nơi trên quê hương ta, miệt thị hà hiếp đồng bào dân tộc ta và giày xéo quê hương ta tan nát. Điều đáng hận nhất là âm mưu thâm độc và tàn bạo của bọn giặc mang rợ này là đầu độc và diệt chủng dân tộc ta, xóa đất nước ta trên bản đồ thế giới, bắt con cháu ta phải lưu đày nô lệ. Vậy ta há chi phải sống một kiếp người ô dục? Cuộc đời này ai mà không một lần phải chết? Nếu vậy tại sao ta không chọn cái chết vinh quang với ý chí hào hùng? Sao ta không chọn thà một phút huy hoàng rồi tắt liệm còn hơn là le lói suốt năm canh? Tôi còn nhớ xưa kia các bô lão anh hùng, còn nhớ đó nữ nhi hào khí thống hùng binh đã nguyện tế non sông bằng máu Hán và chém cá kình ngô rửa biển Đông. Còn nghe đó bạch đằng giang dậy sóng, còn nghe đó tiếng trống giọng mê linh thôi thúc và tiếng gió núi Lam Sơn đang réo gọi. Tôi còn nghe rất rõ tiếng gió ngựa Tây Sơn và tiếng thét kinh hoàng của kẻ thù xâm lược ở trên Gò Đống Đa. Vậy các bạn lại u mê chỉ biết nghe tiếng khua ly và cái tiếng khua của những chai bia rượu. Các bạn chỉ biết cái tiếng lắc của những con hột xí ngầu và tiếng nhạc vũ trường sập sình. Các bạn thích đánh trận trên các quân bài đen đỏ, thích bắn phá chém giết và xông pha trận mạc qua những màn hình nhỏ để tỏ ra oai hùng. Các bạn có bao giờ bình tâm thật sự để thấu hiểu được hai chữ nô lệ và diệt vong chăng? Hãy sống chậm lại và bỏ ra chỉ ít ngày thôi để suy nghĩ chín chắn, thảo luận thật rõ ràng với gia đình, anh em, bạn bè và người thân để cảm nhận những từ này nhé các bạn của tôi và các thanh niên trai gái. Vận mệnh và tương lai gia đình nhỏ của bạn gắn liền với vận mệnh của cả dân tộc và tổ quốc. Nếu dân tộc bị nô lệ và diệt vong thì gia đình của bạn cũng nằm chung số phận. Tổ quốc bị mất đi thì kẻ xâm lăng sẽ tàn sát và áp bức đọa đày gia đình bạn một sớm một chiều. Diệt bạn và quân xâm lược không có cùng nghĩa đồng bào. Vả lại, chúng rất căm thù chúng ta vì ông cha ta không bao giờ khuất phục chúng mà đã bao phen đánh chúng tơi bời. Nếu giặc thù chiếm đóng quê hương thì cha mẹ, ông bà, anh em hay cháu con của bạn cũng sẽ phải chịu cùng cái cảnh hà hiếp, áp bức, nô lệ hoặc lưu đày. Lúc đó bạn có hối hận thì cũng đã quá muộn, có nuối tiếc oán than thì cũng sẽ là vô nghĩa. Chi bằng giờ phút này ta tỉnh cơn mê, chi bằng ta cùng một phen sống mái với quân thù và bè lũ bán nước. Dẫu có hy sinh thì cũng là một kiếp nam nhi đại trưởng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Con cháu hay cha mẹ anh em chúng ta cũng sẽ ngẩng cao đầu mà tự hào rằng tôi có một người con, người anh, người em, người chú hay người bác đã hy sinh ngoan cường cho tổ quốc quê hương thoát khỏi xích xiềng nô lệ, để muôn đời tổ quốc ghi ơn và lưu truyền cùng trang sử. Đúng vậy, ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm dương đất Bắc. Ngẫm thù lớn mà há đội trời chung, căm giật dữ thì không cùng sống. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nỗi cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Ý chí hiên ngang quật cường của ông cha ngày xưa vẫn vang vọng đâu đây. Cuộc sống ồn ào và lòe loẹt giả tạo của phố phường chung quanh đã làm cho các bạn sao lãng, không nghe được tiếng gọi của quê hương. Hãy đứng lặng im, nhắm mắt lại, thở một hơi thở thật sâu để cảm nhận làn gió mát thổi từ lòng đất mẹ, lặng nghe niềm đau âm ỉ của non sông và tiếng quê hương đang réo gọi. Hãy ngước nhìn trời đêm với muôn vàn vì sao, nghe vũ trụ luân hành bao đời. Tà không bao giờ thắng chánh, cái ác cuối cùng sẽ bị diệt vong. Hãy đứng dậy đi theo tiếng núi sông để bảo vệ giang sơn và nòi giống. Hãy dìm quân thù xuống đáy vực sâu, hãy đập tan những kẻ thù bán nước.
trả lại quê hương ta những ngày tháng thật sự yên bình, trả lại đất nước ta được vẹn tròn lãnh thổ, trả lại cho dân tộc ta nền dân chủ tự do, trả lại cho dân Nam ta một kiếp sống làm người. Đúng vậy, bởi tình nào cao bằng tình yêu đất nước, thù nào sâu bằng thù quân xâm lược, nghĩa nào nặng bằng tình nghĩa non sông. Nếu một ngày ngã xuống cho quê hương, để tự do xanh lên màu tổ quốc, để tình người được dút cao chất ngất, tôi vẫn mong cho tôi được một lần. Lòng đại nguyện sẽ chẳng chút phân vân, với ông cha đã bao lần nằm xuống, máu xương rơi cũng chưa lần sầu buồn, để nghìn năm thấm non sông. Nếu một ngày dân tộc bị diệt vong, vui không em hay buồn đau em nhỉ? 4.000 năm dãy núi sông hùng vĩ, không còn tên hai tiếng nói Việt Nam. Trời quê hương mây sầu giăng ảm đạm, giống rồng tiên đang dần quá lệ nô. Dòng đời buồn, nghe kiếp sống hư vô, em có tiếc là ngày xưa không đứng dậy. Vui đi em khi quê hương đầy dẫy, nỗi nhục hèn em đã giả mù câm. Vui đi anh cho quên trọn tháng năm, khi quê hương đang chìm trong bóng tối. Ngày mai đây, cháu con mình có hỏi, cha làm gì khi đất nước diệt vong? Mẹ làm gì để cứu lấy non sông? Nhói đau không, ăn năn thì quá trễ. Sẽ không bước hiên ngang và ngạo nghễ như cha ông ngày đó 4.000 năm. Máu xương rơi xanh dòng sự tháng năm, màu tổ quốc quê hương mình dãy gọi. Trân trọng, người viết Vũ Đăng Khoa. Hóa thân là một cơn gió, gió bay qua từng cánh đồng, hỏi thăm những người nông dân, đất quê sao hóa tội tình, đất quê có giá phận người điêu linh. Hóa thân là một cơn mưa, mưa bay qua những ngục tù, hỏi thăm những người sĩ phu, dân ta sao lắm tội tình, dân ta có lắm phận người điêu linh. Mưa ơi thấm át phận người, mưa rơi để mẹ con vui, mưa trôi đi hết đêm dài, em thơ thức giấc tìm tới tương lai. Gió lên theo gió mưa về, gió lay người còn ngủ mê, ngủ mê quên hết e chề, ngủ mê quên hết đường tới tương lai. Một con dê, dê kêu qua những đêm trường, dê kêu thương nhớ ru nương, tiếng kêu như khúc đoạn trường, tiếng kêu ai oán như đòi yêu thương. Hóa thân là một câu hát, hát lên không chỉ cho mình, hát lên giữa đời nhục vinh, hát cho ai lắm tội tình, hát cho năm tháng vẫn còn điêu linh. Trôi đi hết.
hết đêm dài. Em thơ thức giấc tìm tới tương lai. Gió lên theo gió mưa về, gió lay người còn ngủ mê. Ngủ mê quên hết ê chề, ngủ mê quên hết đường tới tương lai. Hóa thân là một con dế, dế kêu qua những đêm trường, dế kêu thương nhớ rung lương. Tiếng kêu như khúc đoạn trường, tiếng kêu ai oán như đòi yêu thương. Hóa thân là một câu hát, hát lên không chỉ cho mình, hát lên giữa đời nhục vinh, hát cho ai lắm tội tình, hát cho năm tháng vẫn còn điều linh. Hát lên ở giữa đêm trường, hát lên thấy tiếng kêu đòi yêu thương.